Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện là oan hồn dưới mương nước là câu chuyện rất hay thưa quý vị của tác giả Phương Lê. Là câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong khung giờ đọc truyện buổi tối trên kênh hẻm chuyện ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện oan hồn dưới mương nước tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có một khung cảnh tuổi thư ám ảnh mãi trong tâm trí theo anh đi suốt cuộc đời dài đằng dặc phiêu bản khắp mọi miền đất không những trong nước mà cả nước ngoài anh mang theo nỗi uất hận đinh ninh như ngọn hận thù thiêu cháy trong trí óc chưa bao giờ tắt mối thù vì kẻ giết mẹ khiến gia đình của anh tan cửa nát nhà mỗi khi đông về hình ảnh cánh đồng lại hiện lên rực rỡ như nếu kéo tâm trí trở về nơi những ngày xa xưa nỗi nhớ khắc hoài một miền quê từ ngày mẹ mất rồi cha mất anh bỏ nhà bỏ làng ra đi hai mươi năm còn lẽ phiêu bản giang hồ giờ anh mới quay mình trở về cái làng lang nguyên như ngày anh đi ngồi trên xe khách chạy về bến cuối đó là làng lang nguyên tưởng và anh tài xế là hai người cuối cùng trên chuyến xe anh tài xế tầm ngoài bốn mươi mấy lần là bắt chuyện anh về nhà ai ở làng lang nguyên vậy hay là có còn đi đâu nữa không Nếu đi thì tôi gọi xe ôm Nhà tôi ai chạy xe ở bến này Nó quen biết mà Chứ quen biết nó không có nói thách đâu anh đừng ngại Đôi mắt của anh hẳn lên những vết chân chim chứa đầy sự u uất và phiền muộn Trên mái tóc loàn xòa như nghệ sĩ đắt điểm sợi bạc Khiến cho người mới gặp lần đầu Khó có thể biết được tuổi tác thật Anh già hơn tuổi Từ khi lên chiếc xe khách này Tưởng ngồi tựa cửa sổ ô tô đang mơ màng hướng ra khung cảnh khói đốt đồng của một chiều đông giá rét. Làn khói bay như mơ, đồng chiều chỉ còn chưa gốc giả, bầu trời xám xịt do bấc rít từng cơn. Một thời xa xăm lũ trẻ trâu như anh đất từng nô đùa trong đống lửa hồng, đang nghỉ ngút khói. Ở phía xa lướt qua đường chân trời con mương chảy song song, còn dọc đường là một sợi chỉ. Anh biết con mương này sẽ chạy đến bến xe và điểm cuối là bờ đê đổ thẳng ra sông ở bên kia mương sang hơn một đoạn đàn bò vàng đang nhấn nhà gặm cỏ cả cánh đồng mênh mồm giữa mùa đông vắng tành vắng ngắt tôi thêm một quẻ điều hưu biết chừng nào đặng miền màn suy nghĩ anh tài xế hỏi lại tưởng thêm lần nữa anh về nhà ai ở làng lang nguyên hay là còn đi đâu không câu hỏi này khiến cho anh bừng tỉnh vội lắc đầu à không Đến đầu làng La Nguyên anh cho tôi xuống Không cần xuống chợ cuối bến Vậy anh là người làng cũng sắp đến rồi đấy Tôi đi hơn 20 năm nay mới về Tôi nghĩ anh là người ở nơi khác đến Người tài xế liền ổ lên một tiếng Tôi chạy chuyến này lên Đồng Văn Nhà tôi ở trên tỉnh em gái út của tôi lấy chồng ở đây Nhà chồng nó buôn bán có tiệm vải vóc quần áo lớn nhất chợ Có người giao hàng rảnh không có việc Cho nên tôi giới thiệu cho chúng nó kiếm việc thêm trẻ thuốc Ngồi không cũng chẳng để làm gì. Ờ, à, ra là vậy. Tôi đi lâu rồi nên anh có nói tôi cũng không nhớ tuổi trẻ trong làng. Nhiều đứa lúc tôi rời làng đi chúng nó còn chưa có ra đời. Anh về nhà ai nhỉ? Trong làng Lang Nguyên tôi biết nhiều lắm. Cứ cách chuyến tôi lại vào đó chơi. Em gái tôi lấy cái thằng Hoàng con nhà ông Tiệp ở cái nhà buôn vải vóc quần áo ngay đầu chợ nhà nó. Tưởng lúc này liền giật mình. Tiệp Phú phải không? Ừ, đúng rồi. Ông Phú còn sống không? Ông ấy chưa đến 80 vẫn khỏe mạnh mà. Sức ông ấy thanh niên còn chạy xa. Tường gật đầu lầm nhầm trong miệng không biết anh ta có nghe thích không. Ông ấy chưa chết. Thật tốt. Lão mà chết thì cả thanh xuân của mình còn có ý nghĩa gì. Nhưng năm tháng tầm sưng học đạo giờ đã có cơ hội mang ra thử nghiệm Trên chính kẻ thù. Một mối hận không đổi trời chung. Anh tài xế liền hỏi lại khiến cho tường giật mình. Anh về nhà ai? À, nhà cô Liễu. Đường vừa dứt lời thì chiếc ô tô khách lăn bánh đến đầu con mương bắt sang bên kia cánh đồng. Anh biết mình đã bắt đầu chạm đến đất của làng La Nguyên. Đôi mắt nhìn ra cánh đồng La Nguyên mùa đông buồn tẻ và cô đơn. Cánh đồng mùa đông có lẽ là buồn nhất năm. Mùa xuân là mùa gieo trồng cấy lúa chim, trà đỗ gieo vừng trồng rau chăm sóc lúa. Nhà cô Liễu sao tôi không nghe thế nhỉ? Bà ấy mất lâu rồi. Nếu không phải người làng La Nguyên anh không biết được đâu. Năm nay chắc anh 50 tuổi rồi nhỉ? Tượng mỉm cười lắc đầu. Không, tôi chưa đến 40. Anh tài xế để ngạc nhiên. Vậy mà tóc đâm bạc trắng, tôi cứ nghĩ anh phải nhiều hơn tôi cả chục tuổi. Chắc là do tôi phiêu bà xương gió nhiều cho nên như vậy đó anh. Tượng nhìn ra con mương mùa đông lạnh giá, đôi mắt của anh rừng rừng nước chỉ trực khắp. Đến đầu làng lang nguyên rồi đấy anh. Ngày tài xế điều khiển chiếc xe ô tô khách chạy chậm lại, Tưởng xách túi du lịch lên vài rồi định xuống xe. Anh tên gì? Tưởng. Còn anh? Nguyên. Tưởng gần đầu niềm nở. Nếu về nhà ông Phú sẽ ghé sang nhà tôi chơi. Hai nhà cũng gần nhau. À không nhà tôi ngay sát đường lộ. Ngôi nhà mái bằng cũ đấy. Còn nhà cô ruột tôi ở trong làng thì gần nhà ông ấy. Cách nhà mấy nhà, nhà cô Mai chú Dũng. Ồ ra là vậy. Thành ra là người quen. Ngôi nhà bỏ hoang bao nhiêu năm Người ta đồn đại hai vợ chồng chết đều ở khúc mương đó đúng là oán nghiệp. Tự nhiên Nguyên khựng lại khi mà định lảng sang chuyện khác. Nhưng riêng tường thừa biết ý nghĩ trong đầu của gã tài xế đang nghĩ và định sẽ nói câu sau là gì. Nhưng khi vô tình bắt gặm ánh mắt của tường, gã sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt ấy vội vàng quay lên phía trước ngẫm mờ. Uhm, nhất định tôi sẽ vào. Lặng đi một chút tường bước xuống xe cơn gió mùa đông lạnh như những xô nước đá hắt thẳng vào mặt thân hình của tường mảnh hành yếu ớt như cây sậy trong cơn gió mùa đông đợi chiếc xe khách đi khuất không bước vào con đường nhỏ dẫn vào nhà đứng lặng yên nhìn dòng mương đang chảy giữa mùa đông nước xuống thấp đến sát đáy đến mùa lũ tháng 6 tháng 7 nước ngập lên trắng cả cánh đồng xóa nhỏ đi con mương và cánh đồng chỉ còn một màu đời nhờ nâu đục con mương không sâu hóm như hiện tại ngôi nhà máy bằng xi măng xám xịt cũ kỹ liền hiện ra trước mắt của anh. Hơn 20 năm trong mỗi giấc mơ, anh đều bắt gặp thấy nó. Đến giờ nó mới sừng sững đứng trước mặt. Chạm vào nó khiến cho đôi mắt của anh rừng rừng nước. Không biết có phải vì cơn gió lạnh mùa đông phả vào nó hay chạm vào ký ức. Tưởng về đây hai cháu, sao không vào nhà đứng đó làm gì? Trời đất sao cháu già thế nhìn như ông cụ vậy, lại còn gầy trông như cái que. Bà Mai kêu lên khiến tường giật mình quay lại. Cô ruột của anh từ trong ngôi nhà máy bằng ngà màu xám xịt. Tường bằng tường có cảm tường rơi chốc xuống bất cứ lúc nào. Cũng phải thôi hơn 20 năm trôi qua. Ngôi nhà vẫn vậy chỉ có cũ nát xuống cấp. Chiếc cổng đã hăn gì rời ra, đổ xuống bất cứ lúc nào. Có điều cổng dẫn vào trong sân đều tinh tươm sạch sẽ. Cô, anh nhẹ nhàng bỏ chiếc túi du lịch bạc phất sần rách trên vai xuống đất, ôm ngang vai của bà cô ruột run rẩy, nước mắt trào ra ướt hết gương mặt mình tiện lúc nào không hay. Thôi vào nhà đi, vào nhà mình nói chuyện sau, đứng đây nhìn ra bờ kinh làm gì, chuyện đã qua được mấy chục năm. Thường bùi ngồi xích chiếc túi du lịch theo sau bà Mai, đi vào nhà để chiếc túi trên ghế. Ngày cháu điện thoại về nhà nên cô dọn dẹp nhà cửa cho cháu trước. Vì đợt này đừng đi nữa, ở làng đi, cô giấm được mấy đám chỉ cần mày ưng là cưới thôi. Dường vàng biển bạc nhiều lắm, thế nhưng mà chẳng phải của mình đâu. Cháu ngoài 30 gần 40 rồi, còn chờ đợi gì? Trái làng này bằng tuổi cháu đứa út cũng lên 10 rồi. Thôi thắp hương cho bố mẹ, cơm nước tắm giặt lát nữa vào nhà cô. Ngôi nhà này không có gì đâu, nếu cháu quyết định ở lại quên lâu dài, từ từ mình mua sắm sau. Còn về vài ngày lại đi mua sắm làm gì cho tốn, Dạ cô bình tĩnh để cháu xem mọi việc như thế nào đã Bà Mai giật mình nhìn đôi tay gầy guồng chơ xương Vẫn còn hẳn lên những vết xèo run rẩy Rút trong bó hương ra mấy Rút ra bó hương năm cây đặt lên mặt tủ châm lửa Cắm lên bàn thờ cha mẹ Ông bà nội ở trên cùng Anh dừng lại trước gương mặt bầu bệnh phúc hậu Di ảnh của bà Liễu ngang tuổi của anh hiện tại Nếu nhìn vào bức di ảnh đang rạng rỡ thanh xuân không ai nghĩ mình sẽ chết. Bức hình ấy vốn không được lựa chọn để làm ảnh thờ. Anh cắm nén nhàng lên bát hương của mẹ, rồi cắm sang bên kia bát hương của ông Dũng trên nền xanh. Đôi mắt thăm thầm chứa đầy sự tuyệt vọng của một người sống. Anh cắm vào ba bát hương cúi đầu vái bà vái, dừng dừng nước mắt nhìn dưới ảnh của cha mẹ. Nếu như không có bà Mai đứng đó, có lẽ anh sẽ khóc thật to để xảy hết những uất hận suốt mấy mươi năm qua mình đã phải nếm trải đủ mọi khổ ải có lẽ giờ hương hồn cha mẹ đi theo để bảo vệ anh cho nên mới có thể mang được thân xác về đây mà không phải gửi lại nơi đất khách quê người bà mai nhìn thằng cháu mới ngoài 30 tuổi lom nhom với mái tóc bạc trắng như ông già buông tiếng thở dài về quê nên nghỉ ngơi một chút cho thời gian hồi lại để từ từ rồi tính nhầm Cháu còn già hơn cả chú Dũng nhà cô. Còn những ngay chuyện đã qua để cho nó qua đi. Người chết cũng đã chết. Coi như thế nào cũng chẳng sống dậy được. Con đôi thủ hận mãi không để làm gì. Viên thuốc lẽ ra cho người ta uống. Nhưng lại từ từ ngấm vào cơ thể của mình lúc nào không hay. Thường ngồi xuống ghế. Mấy mươi năm trôi qua, cháu đã lang thang đi khắp các miền đất khác nhau. Thế nhưng mà mỗi khi nhắm mắt lại, cháu lại nhìn thấy hình ảnh của mẹ cháu. Đang chơi với ngộp lạnh dưới dòng mương ngay trước nhà Cháu muốn quên lắm tôi ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp Không ai muốn mình sống mãi trong ký ức đau thương tăng tốc của gia đình làm gì Nhưng không thể cô ạ à. Cả bố mẹ cháu đều chết ở khúc mương trước nhà Cứ một chỗ đó bao nhiêu năm qua cháu chờ đợi Đến lúc cháu phải trở về Cháu có linh tính mẹ cháu Mẹ cháu bảo cháu phải trở về Cháu vẫn có cảm giác như suốt hơn 20 năm qua phong hồn của mẹ cháu vẫn nằm dưới mương nước này bà mai giật mình nói cháu nói sao cháu vẫn thấy mẹ cháu có cảm giác như bà đang sống dậy trên dòng mương trong mùa mưa năm ấy cảm giác như cháu dọn trên sân thượng cháu đã chứng kiến tất cả mẹ cháu không bị chết đuối lão phú đã cố tình dìm chết mẹ cháu dưới mương chứ không phải là cố vớt mẹ cháu lên nhưng bất lực sống dậy khẩm y cháu vẫn nghi ngờ lão phú sao Tưởng gật đầu quả quyết Cháu không nhầm Nhưng không ai tin cả Mẹ cháu bị chết oan Đấy không phải là một vụ tai nạn Là thuyền đối nước Đó là một vụ giết người Không phải làm ơn mắc oán Lão ta không tử tế vậy đâu Lão cả gia đình của lão đã có những hiểm tị cạnh tranh Về quầy vải với mẹ cháu ở ngoài chợ Cô biết mà Từ khi quầy vải của mẹ cháu mở ra Thì quầy nhà tiệp con trai của lão ấy Gần như không buôn bán được gì đây là cơ hội tốt nhất để cho lão ra tay chiếc thuyền chở lúa khi đó chìm là đúng như là người dìm chết mẹ cháu là lão cháu thể với cô trước khi mẹ cháu mất cháu không hề có thù hận hay ác tâm với người khác không phải vì mâu thuẫn của bố mẹ cháu ngoài sạp vải mà cháu lê oán báo ân thế nhưng với cháu ân oán về sòng phẳng lão nợ cái gì gia đình cháu lão phải trả ngày ấy không có ai tin lời của cháu Bố cháu vì thương mẹ cháu phần vì phấn uất đổ bệnh mà chết. Một gia đình hạnh phúc bỗng chốc mất hết không còn gì, ngoài sự thù hận nung nấu ngày một cháy bỏng. Cháu không muốn mẹ cháu mãi hàm oan mà chết, cũng không muốn gia đình cháu mang tiếng xấu với làng xóm, thành giai thoại làm ơn mắc oán. Cháu hận mình khi đó sức khỏe của mình không cho phép để có thể băm vòng não ra. Không lẽ đó là sự thật? Bà Mai bẩn thần run rẩy ngồi trên ghế xuống bên cạnh tường, sợ gã quỷ xuống. Hai cô cháu im lặng không nói gì. Tường rừng rừng nước mắt nhìn lên bàn thờ. Những cây nhàng đằng cháy rục xuống gần đến ngang thân. Phải cố gắng rất nhiều tường mới giữ được bình tĩnh, không bật giật tiếng khóc. Anh lảng sang chuyện khác. lão phụ vẫn còn sống hả cô? Nhà nó vẫn bán vải chứ? Bà không đáp mà gật đầu xác nhận Hồi chiều cháu đi xe về gặp lái xe khách. Thằng Hoàng đã có vợ. Ngày cháu đi lão ấy hay bế nó sang nhà cháu chơi. Lẽ ra lão phải chết lâu rồi mới đúng. Người ác thường sống thọ nhưng không còn lâu nữa đâu. Nhà lão sẽ phải trả giá. Trả cả vốn lẫn lãi nhà lão đã vay. Tưởng nợ một nụ cười cây đắng lắc đầu. Thằng Nguyên anh trai còn là nó hay vào làng chơi. Nó tô tính lắm. Chẳng bố cho thằng Hoàng. Cha nào con nấy một bông hoa nhài cắm bãi thích châu. Bà nói lại buông tiếng thở dài lắc đầu ngước mặt lên bàn thờ. Nhưng tưởng lừa đánh không mấy quan tâm đến lời của bà Mai vừa nói. Về làng đợt này đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Nếu có thần cô nghĩ ông ấy đang sống dằn vặt suốt ngần ấy năm, không lúc nào yên cả. Hương đã tàn rồi, sang nhà cô chú ăn cơm tắm giặt, tôi có về bên này không? Có chứ cô. Về lát rồi mang chăn sang. Cháu sẽ ở lại làng không đi đâu nữa, một quyết định nhanh chóng đột ngột Tốt rồi cứ mong như vậy Bà Mai nhìn tường là một nụ cười mãn nguyện Vườn tường nhà cửa tuy hơi cũ chút Nhưng sửa sang lại vẫn ở được Để rồi cứ mua sắm đồ đạc thêm cho Cô đừng lo Trong thời gian qua cháu cũng dành dụng được ít tiền Cũng đủ để sửa sang nhà cửa Có chút nào vốn liếng làm ăn Cháu tính mở sắt thép nhôm kính ở đây Bà Mai vui mừng ra mặt có lẽ lâu lắm rồi trong ngôi nhà này bà mới nở một nụ cười như vậy bà vội dục trường. Tốt rồi, nhà này vẫn còn có phúc. Thôi đi thôi, cháu về chú Dũng vui lắm. Ông ấy ngóng cháu biết đấy. Cháu về quên mất không mua chút quà cáp nào cho cô chú để thắp hương ông bà bố mẹ. Trong tâm mình là được rồi, bày vẽ làm gì? Hai cô cháu giật đến sân bà mai dừng lại khóa cầm còn tường đứng lặng nhìn về phía bờ mương trên tay của anh vẫn xách chiếc túi du lịch theo giống như hình vi bóng mọi thứ vẫn như cũ cô nhỉ không có gì thay đổi mỗi con người ngày một già đi mẹ cháu vẫn thế bà giận mình khi nghe tường thản nhiên nhắc về mẹ của mình đôi mắt anh đang vô hồn nhìn về phía trước gió mùa đông từ cánh đồng không ù ù thổi đến khiến cho bà mai suýt xoa không ngớt đi nhanh đi cháu đứng ở đây gió ngoài đồng lùa vào lạnh quá Bà Mai đi trước thường đi sau, hai cô cháu rẽ vào một con đường làng dài thẳng tắp, trải bê tông sâu hun hút. Hai bên đường đã có những ngôi nhà cao tầng, cả những ngôi biệt thự được xây dựng theo kiểu Nhật. Ngôi nhà máy bằng nhà anh ngoài đường lộ thuộc loại cũ nhất làng. Nhưng khi bố mẹ anh còn sống, ngôi nhà ấy thuộc loại khá già. Anh nhớ là anh rời làng, con đường bê tông vẫn còn là con đường đất đầy ổ gà ổ vịt khi mưa đến nước lõm bõm ngập ngang đầu gối với những bụi tre rủ xuống hai bên đường sâu hút. Con đường vào làng ngày ấy trở thành nỗi ám ảnh của anh vào mỗi buổi đêm. Có cảm giác như đầu đầu cũng có những đôi mắt đang nhìn mình nhất là sau ngày mẹ mất. Anh ngủ trong nhà cô nửa đêm trở dậy, mò vì nhà luôn có cảm giác có người đang dõi theo nhất cử nhất động của mình. Nhà ông Phú đi cháu. Tiếng của bà Mai làm cho tưởng giật mình, đứng lại nhìn vào ngôi nhà hai cách cái ao chứa đầy bèo ong nằm lần sau một dạng nhãn rất lâu lâu rồi cô chú cũng không vào đó đúng hơn là không có việc gì bên trong nhà loáng thoáng vài người đi ra đi vào có cả tiếng chuyện trò vọng ra nhưng không ai để ý ngoài đường có hai cô cháu đang nhìn vào nhà họ vẫn đông vợ đủ chồng con cháu đều huề không lẽ không bị báo ứng gì sao tường dừng dừng nước mắt nhìn vào Để thôi cháu tối rồi chú đang đợi đấy bà mai vội vàng dục đi trước tường lúc cúc bước theo cô nhưng đôi mắt của anh vẫn ngoái lại nhìn ánh đèn nhà lão phú một cơn gió mùa đông lạnh giá ù phà vào ngay sau lưng của anh khi bầu trời đã chập choạng tối bên nhà hàng xóm nhà nhà đã lên đèn chú vừa nghe cô mai nói cháu quyết định ở lại quê mở tiệm nhôm sắt chú rất vui sẽ có triển vọng đấy. Ông Dũng ngà ngà say rót đầy chén rượu trước mặt, đưa cho tưởng khi anh đã ngà say. Chúc cháu thành công, quên đến những chuyện cũ đi để đầu óc mà nghĩ đến những việc mới, còn công việc gia đình vợ con nữa chứ. Bà Mai huyết tay của chồng lắc đầu ý công muốn đồng Dũng nhắc về những chuyện cũ, tưởng biết ý cho nên chỉ gật đầu ngừa cổ lên uống cạn ly rượu trên tay. Đêm này cháu ngủ ở đây nhé, đừng ra ngoài nhà, đợi mai cô chú bảo các em dọn dẹp mua thêm chăn màn lạnh thế này ra đó sao mà ngủ được rượu say thế này nhớ gặp gió máy thì sao cô nói phải đấy nhà cửa như vậy phải sửa mới ở được nhà cô chú các em lấy chồng lấy vợ sang hết nên ở lại đây cũng phải rồi biết chẳng thể từ chối đường cho nên tường đành gật đầu đồng ý dạ mai cô chú xem còn thiếu gì sắm sửa giúp cháu hai ông bà vui mừng ra mặt ở ờ, chuyện mai để mai tính Tường không đáp ngồi như tường Cơn mặt của anh đỏ phừng phừng như ra gà chọi Khi tường lên giường nằm được một lúc Giường bên phòng của hai ông bà tiếng ngáy đã cất lên Hai người chìm sâu vào giấc ngủ Chiếc túi du lịch sờn rách gối ngay đầu giường Không biết trong chiếc túi du lịch đã sờn rách đó Có bảo vật gì quý giá đến độ Tường lúc nào cũng phải kè kè sách nó ở bên mình đầu óc tường nặng trịch như bị đeo đá cơn gió mùa đông bên ngoài cửa sổ ù ù thổi vào anh nằm kiểm đếm lại thời gian những hình ảnh sống động tái hiện dần trong tâm trí cơn mưa thế này lúa gặp hết chỉ chờ đến sáng mai sẽ mọc mầm rồi thối hết cho coi không biết rồi sống sao trong những ngày sắp tới bà liễu âu lo nhìn ra ngoài trời đổ cơn mưa trắng trời như chút nước năm ấy mùa mưa đến mưa rất nhiều mưa ngày này qua ngày khác không dứt làng xóm đồng ruộng ngập trắng băng mùa màng rau màu mất trắng nước lên ngập đến ngang vách nhà từ nhà nọ sang nhà kia đều phải di chuyển bằng những con thuyền tôn mỏng manh như những chiếc lá chè trước một khoảng không trắng bằng nước ở ngoài đồng có một vài đống đen đang nghỉ hộp như là những con vịt trồng mông lên mà mò những bông lúa nằm sâu dưới mặt nước còn mấy xào lúa bên đồng vàng nhà mình về gặt thôi. Máy bơm chạy hết công suất đổ nước ra sông nhưng không kịp. Lúa nhà mình cũng đổ đuôi rồi. Vớt vát được chút nào hay chút ấy. Chứ để mai nữa là vứt đi. Dân làng La Nguyên không còn chờ được. Ông Hồng lo lắng nhìn ra ngoài trời theo ánh mắt của vợ. Vài đống đèn trên cánh đồng trắng bằng nước. Phải vậy, không thể thi gan với ông trời được. Tôi về hạ cái thuyền xuống, Hai vợ chồng mình ra xem vớt vát được chút nào hay chút ấy. Vợ tôi về làng nhà cô Mai, chưa dũng đang dục dịch rồi. Nếu mình nằm xong sớm thì sang phụ cô chú ấy. Cái thuyền tôn nhà mình thì được bao nhiêu? Hai người ngồi lên em sợ chồng chành đã chìm, mưa lũ thế cơ mà. Bà Liễu âu lo ông Hùng liền chấn nan. Không sao, nhà mình gần đi nhiều chuyến hơn một chút thôi. Bảo lũ thế này giờ cả làng này làm gì có nhà nào dư thuyền cho nhà mình mượn để con phụ bố mẹ. Tưởng từ trên gác đi xuống vội lên tiếng, về thể chất không được khỏe mạnh, cho nên những ngày mưa lũ vẫn nằm trong thời gian nghỉ hè, tưởng cũng chẳng đi đâu suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Thôi đi ông, bơi thì không biết bơi lặn không biết lặn, sức chói gà không chặt, ở yên trong nhà giúp tôi là được rồi, ra đến nơi một tiền gà ba tiền thóc. Ông Hùng phải tay gạt đi, Bố con nói phải đấy, đi ra ngoài kia nguy hiểm lắm, để bố mẹ làm được rồi. Con ở nhà dọn dẹp ở trên mái bằng để lấy chỗ phơi. Không biết là còn được bao nhiêu, không khéo thì cũng vứt đi hết. Dạ, bố mẹ cẩn thận. Ông Hùng gật đầu đi vào hạ chiếc thuyền tôn xuống. Bà Liễu cầm chèo hướng về phía bên kia đồng lúa dần vượt qua làn danh ngăn cách bởi con mương lúc này đã sâu đen thăm thẳm như một con chăn cổng đồ nằm giữa làn nước đục. Thường đứng từ trên sân thường nhìn xuống, bóng của bố mẹ trong cơn mưa xa dần, phía trước mặt một cánh đồng mênh mông nước. Chiếc thuyền tôn dừng lại trước tầm chục cái bóng đen nhỏ li ti đang ngụp lặn cắt những bông lúa ngầm chìm dưới nước. Thì tài đã tác động kênh lên tai ương với tất cả mọi người, không trừ bất cứ một tầng lớp nào, nhất là đối với những người lao động chân tay. Tạo ra những hạt gạo cổ khoai trước vốn đã cơ cực, nay gặp bão lũ lại còn cơ cực hơn. Những chiếc bè tự chế bắt đầu chở lúa từ phía xa trở về làng, bằng quả con mương đen sẫm, trong đó có cả chiếc thuyền tôn mỏng manh như lá chè trước biển nước mênh mông do bà liễu trèo vừa chạm vào hiên nhà. Tường đứng đợi sẵn ôm từng bó lúa vào bên trong trên mình của bà Liễu cũng ướt súng. Bên ngoài ruộng một vài chiếc bè cũng cầm vào những gọt đất cao để kích tập lúa. Sao mẹ không để cho bố chèo thuyền? Mình mông sóng nước thế này lỡ cái làm sao? Mẹ đâu biết bơi. Tường ôm bó lúa trên tay rồi hỏi. Mẹ bơi không giỏi thôi. Bố mày biết chèo mẹ đã chẳng phải chèo ra. Hành nắng lên rồi phơi ra cho mẹ lóp ngóp mỏ mẫm thế này. Chẳng biết mai có xong được không Bỏ thì thương mà vương thì tội Bà Liễu buông tiếng thở dài lắc đầu định lên thuyền Từng nhìn về phía chiếc thuyền sắt đang lù lù tiến tới rồi hỏi Hôm nay nhóm ông cũng gặt sao mẹ Ờ oh, kệ đừng bận tâm đến ông ấy Còn à, lên trần hồng nắng cho mẹ đi Đỡ được chút nào hay chút đấy Tưởng các thêm bỏ lúa nữa lên trần nhà Chiếc thuyền tôn do bà Liễu trèo vượt qua con mương hướng về phía chồng đang ngộp lặn giữa đầm. Chiếc thuyền sắt của nhà ông Phú điều khiển cũng nối đuôi bám theo. Tường cúi xuống hong những bông lúa ướt để ngâm trong nước. Khi mà những mảnh nắng vừa chiếu xuống, tường ngừng lên chiếc thuyền nhôm và thuyền sắt của mẹ anh và ông Phú bám đuôi nhau trở về sát bờ. Hai bên mạn thuyền trồng tranh theo con nước giữ trực chờ chìm xuống, ngay khi mà chiếc thuyền sắt của ông Phú cũng bám theo sau đến giữa con mương, thì lật thuyền rồi chìm nghỉm. Bà Liễu chỉ kìm kêu lên một tiếng thất thanh khi mà tượng đang lúi húi trên thềm của sân thượng nhìn xuống con mương. Trên tay của bà Liễu đang chơi với ngon lên ngộp xuống giữa dòng nước, những bồng lúa nửa nổi nửa chìm bồng bềnh ngay bên cạnh. Gần như ngay lập tức, chiếc thuyền sắt từ đằng xa chầm chầm trèo đến. Người đàn ông tầm 60 tuổi từ trên mũi thuyền lao xuống. Nhưng thay vì hướng đến mặt nước, thì hai cánh tay rắn chắc của lão lại ấn và liếu xuống dòng mương sâu thầm thầm. Không! Tiếng của tường cứ như vậy đứng từ trên sân thượng thiết vang vọng cả đất trời, cho đến khi đến tại của lão nhìn về ngôi nhà mái bằng. Bóng của tường lật đần chảy ngang xuống nhau ra, thì bà liễu đã từ từ chìm xuống dòng đánh mương phải thấn thờ một lúc lâu khi mà tưởng nhau ra những người vớt đúa nhìn thì lão lảo đến với lại ngụp lặn xuống đáy con mương kéo thân xác của bà liễu lên mái tóc đen của bà đã phủ kín hết cả thân hình của bà mềm đuổi như là một tàu lá chuối non vừa bị hư qua lửa tất cả những người đó đều sống lại hô hấp nhân tạo nhưng vô ích tất cả bất lực trước thần chết đã mang bà đi mẹ ơi tượng gây chần bà trong vòng tay của mình tiếng gào khóc của anh dường như đã thấu đến tận trời xanh những bóng mây đèn từ ngang trời cao đến trên lớp đi tiền nắng mặt trời cuối cùng còn chiếu rọi ông lão chính lão đã giết chết mẹ tôi đồ quỷ già tàn ác đôi mắt của tường đỏ sòng giận dữ hướng sang lão không ngừng rùa xả trong tuột cùng giận dữ ở cái thằng này ta đã bất chấp tất cả mọi chuyện lao xuống cứu mẹ của mày nhưng mẹ mày vắn số thì phải chịu sao mày lại cắn tao nếu không có người can ngăn cố lôi tưởng lại tưởng lao đến quyết ăn thua đủ với lão dù anh biết tùy sức của anh chỉ như một cây sậy với một người đàn ông trung niên có sức khỏe lực điển như lão mẹ kiếp mày muốn chết đúng không dành còn đồ vô ơn ông thì ông đập gãy răng mày sao bây giờ Lão chửi thề rồi nhổ bánh nước bọt xuống ngày chú tưởng đang ngồi ôm sắc của bà Liễu. Thôi đi, ông nhà nó đang tăng ra thế này. Nó mất mẹ quấn trí ông người lớn đại lượng. Hị xà chấp làm gì với trẻ con như nó. Một bà hàng xóm mình mày ướt như chuột đứng ra ngăn cản. Mày coi chừng tao đấy cái đồ vô ơn. Lão chỉ thẳng vào mặt của tưởng nhưng khi chạm đến ánh mắt tưởng đỏ sậm giận dữ như hai hòn máu. Lão cảm thấy như chuột dạ nguôi xuống rồi ông, cả nhà ông phải trả giá vì tội ác của ông đã gây ra cho gia đình tôi. Ông cứ chờ đấy mà xem. Lão không nói quay ngoắt đi, lắm bõm bước lên chiếc thuyền bốn bề ngập trắng bằng đầy nước. Nó đau khổ quá cho nên nghĩ bậy vậy thôi. Mọi người xuống lại lo việc hậu sự cho cô ấy đi. Chứ chú ấy thế kia thằng tưởng thế này... Ngày hàng xóm chép miệng ái ngại khi thấy ông giống như người mất hồn, ngồi ủ rũ ở một góc còn tưởng ôm khư khư thân sắc của bà liễu mềm oặt trong tay không cho ai đụng vào bên ngoài trời mưa như là chút nước sấm sét ủng hoàng rạch nát cả bầu trời nước lại ngập linh láng dân làng đành bó sắc bà liễu đặt trong quan tài cho lơ lửng giữa nhà chờ nước rút đi rồi mới mang đi chôn nghĩ lại những ngày tháng thực sự khủng khiếp và chứa đầy uất hận mấy lần thường định ra tay với lão phú nhưng đều bị bắt được Hậu quả sau ấy là những trận đòn như từ của lão. Thằng tiệm và cả đám thằng con nhà lão từ một gia đình thuộc loại khá giả trong làng La Nguyên. Có cả một cái sạp vải ngoài chợ, bóng chốc tàn cửa nát nhà, không còn lại gì. Ông Hùng chán đời tâm ra nghiện rượu, vùi đầu vào rượu để quên đi nỗi sầu. Về phần tưởng cũng trở nên điên dài, phải bỏ hồng ngang chừng Năm sau người ta phát hiện ra ông Hùng chết nổi ở ngay cái đoạn mương mà bà Liễu đã chết. Qua trăm ngày của bố, tưởng bỏ làng đi đến giờ trở về tóc anh đất điểm bạc. Nên khi trở về làng anh chăm chăm nhìn xuống đoạn mương trước nhà. Từ ngày mẹ mất, anh vẫn tin phần thân xác của bà đã mang đi chôn Nhưng linh hồn của bà vẫn bị trói buộc, cô trần là con mương trước nhà. Nhiều lần anh nhìn thấy mẹ của mình đứng đó nhìn vào trong nhà, Mỗi lần như vậy anh chạy đến bên Cái bóng trắng của bà dần biến mất Chỉ còn lại những lời thì thào Của gió vẫn còn văng vẳng bên tai Mẹ Mẹ chết oan Và hình ảnh đưa bàn tay Của lão đang cố dìm người đàn bà Chơi với tuyệt vọng giữa dòng mương sâu thẳm Lại tái hiện lên gió buồn một Trong trí óc của anh Báo thù Phải báo thù Đó là mệnh lệnh duy nhất Ngọn lửa thù hận duy nhất trong anh vẫn đâm bị cháy, chưa bao giờ tắt suốt những năm tháng dài đằng đẵng đi qua bao nhiêu miền đất, thậm chí là cả ra nước ngoài. Chỉ mục đích cho kẻ thù phải nếm trái đau khổ gia đình anh phải gánh chịu. Đến giờ tường đã tự tin để trở về đối mặt, ân ân oán oán đến lúc phải thành toán sòng phẳng. Gió mùa đông bên ngoài sân ù ù thổi qua khe cửa, thường nằm trần trọc mãi không sao chợp mắt anh cứ nhắm mắt lại, hình ảnh của bà Liễu đang quằn quại với ngộp lặn giữa con mương, sầu đèn thầm thẳm giữa biển nước mênh mông. Nằm trên giường từng nằm áp sát mạnh lên chiếc túi du lịch sơn rách, miệng liền lầm bầm. Lão phải đền tội cho đến lúc lão phải chết, chết nhưng đến quỷ thần không hay. Thường là một nụ cười quỷ quái, nụ cười ấy đã biến cả trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn được gã chìm dần vào giấc ngủ với bóng đèn của nhà dân bên đường chưa tắt chiếu rọi ra màu vàng vọt mờ mờ thi thoảng có cơn gió mùa đông ù ù thổi đến nghe như là có tiếng người tăng than vãn khóc thầm ở phía xa một người đàn bà mặc bộ đồ màu trắng đang đi xuôi chiều hướng về phía bờ mương nơi có ngôi nhà mái bằng đã xám màu thời gian từng đứng cuối đường lặng nhìn những chiếc bóng nhưng không một chút đánh đo sợ hãi trên môi của gã nở một nụ cười. Các phần sợ hãi không biết cái đống trắng ấy bắt đầu theo anh từ đâu. Nhưng đến đây ngày một rõ. Mẹ, mẹ ơi! Thường cất tiếng gọi lao như tên bay về phía mường nước. Nhưng chiếc bóng trắng ấy mỗi lúc một rời xa. Cả đứng dậy khi mà đã hiểu ra mọi chuyện. Cái bóng trắng của bà Liễu đứng ngay trước mặt từ từ nhìn về gã. Cơn mặt trắng bạch của bà Liễu từ từ hiện ra như đang cố gắng ôm tròn đứa con vào lòng sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng trong vòng tay tường chỉ là một khoảng không giá lạnh và sự hụt hẫng đến vô tận. Tiếng gọi mẹ mặn đắng trong cổ họng không thốt thành lời, gã nhộm dậy trong đêm ngơ ngác nhìn xung quanh. Bên ngoài tiếng gió mùa đông vẫn ngủ ù thổi, từng cơn lạnh buốt gã giơ tay sang chiếc túi du lịch sườn rách gối đầu giường khi chắc chắn nó vẫn còn nằm im đó Gã mới có vẻ an tâm hơn định nằm xuống Nhưng lại nhộm dậy Nhìn ra ngoài cửa Gã không ngủ tay sách chiếc túi du lịch nhẹ nhàng Mở cửa đi ra ngay trong đêm Để lại tiếng ngáy đều đều Của ông Dũng bà Mai 12 giờ đêm con đường làng vắng lành Trong đêm hiện ra trước mặt Tay sách chiếc túi du lịch Gã hướng mắt về đường lộ Khúc mương ngôi nhà xi măng xám xịt Lờ mờ trong màn sương mỏng nhẹ Đang chờ gã cầm củi tiến đến, đến. Nhưng gã dừng lại chiếc ao nhìn vào ngôi nhà của lão phú cái bóng đèn điện vàng vàng trước nhà tỏa ra phía bên trong có mấy con chó gầm gừ lao ra khi mà người thấy mùi vị trong chiếc túi du lịch ấy tỏa ra một đàn chó kêu lên mấy tiếng ăn ẳng như bị chúng bà rồi vội chạy vào trong tất cả lũ chúng mày đều phải chết cái lẩm bẩm rồi cười khẩy khi cả đàn chó bị một thiết lực vô hình lùa vào tận trong sân tiếng người mở cửa dọi đèn pin ra chửi bâng quơ ai thằng nào đấy khi mà ánh đèn pin dọi đến thì bóng của tường xích chiếc túi đã đi khuất về phía đầu đường dần chìm vào trong màn sương rơi dày đặc tường ngồi lặng đi trên sân thượng ngôi nhà máy bằng xám xịt nhìn xuống khúc mường phía dưới đang che phủ một lớp sương trắng dày đặc mang cho những cơn gió mùa đông bút giá đang thấp vào mặt như cắt da cắt thịt Người đàn bà đó mặc một đồ màu trắng Từ dưới con mường trôi đến lê lửng trong mảnh sương trắng Mẹ ơi Tưởng có tiếng gọi cương mạnh của bà Liễu bạc trắng như vôi Ẩn khuất trong sương. Có điều bà đã không tính lại gần tượng Như trong giấc mơ bà nấy và nhìn vào chiếc túi du lịch Vẫn bất lì thần đặt bên cạnh Tiếng của tượng mừng rỡ liền reo lên Con về rồi, con về rồi đây đôi mắt của tường rừng rừng nước mắt nhìn bà cương mạnh của bà hình như là đang đổ lệ con con về đây để trả thù cho bố mẹ oan oan từng báo đến khi nào mới hết chứ không lẽ để bố mẹ hàm oan mà chết kẻ thù ác không chịu bất cứ sự trừng phạt nào hay sao gương mặt của bà liễu trắng xóa trong màn xương con đã hủy hoại cả cuộc đời cho ngận thù có đáng cấm dù con có phải chết thì con tin những gì gia đình lão phải gánh cũng là xứng đáng. Ở thế giới bên kia, con biết bố mẹ đang đợi con. Bà Liễu nhìn con im lặng, rồi là muốn tiến lại gần hơn nhưng đành bất lực. Tưởng nhìn xuống chân túi du lịch. Mẹ! Tưởng kêu lên trước khi hình bóng của bà Liễu tàn biến trong màn sương mù trên mương, để lại một tràng cười màn dài vòng vòng mãi đến trong đêm đôi mắt của gã dựng như là ánh đợi nhìn xuống chiếc túi du lịch sờn rách nhưng đang có vật gì đó cố gắng động đợi để chui ra kèm theo mùa tiếng thì thầm tôi đói gã nhìn chiếc túi du lịch nét mặt thoáng đăm chiêu cả lấy chiếc rào gầm sáng đoán trong người lạnh lùng đưa lưới rào lên bắp tay kiếm một đường cho dòng máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ vào chiếc túi du lịch thầm thì nói nhỏ máu của ta đấy ăn đi cho nó sớm đến lúc phải sử dụng rồi đấy tiếng người đáp lại thánh thót như là làn gió nhẹ phát ra từ trong chiếc túi du lịch vâng thưa chủ nhân máu từ trong tay của gã thấm vào rồi biến mất Cơn mặt của gã tái xanh nhưng mà nở một nụ cười hài lòng ngoái đầu nhìn về trong làng dừng lại ở ngôi nhà của lão phú mày làm cho cô lo quá vừa sáng dậy vào phòng không thấy mày đâu đi tìm xung quanh nhà không có thấy cho nên vội phải chạy ra đây xem thế nào từ bây giờ đi đâu làm cái gì cũng phải nói cho cô chú biết để cô chú đỡ lo người già cả rồi ngày chiếc lá rụng còn thích giật mình chột dạ nữa những cây nhàng cháy xuống tận chân tưởng như đang lúi hối lau dọn lại nhà cửa chiếc túi du lịch đặt ngay ở đầu giường tưởng nhìn bà mai hớt nải đứng ở ngoài cửa nói một thôi một hồi như sắp đứt hơi thường ngẩng mặt lên nhìn bà mai rồi dừng tay bảo đêm qua nằm trần chọc mãi không ngủ được đến quá nửa đêm dậy thấy cô chú đang ngủ say quá cháu cũng không nỡ gọi cho đến xanh túi về nhà bên bà mai thở phào nhẹ nhõm Thì cũng được một chút nữa ra chợ xem còn thiếu thứ gì để cô mua cho cháu có định lên mộ thắp cho bố mẹ nén hương không có chứ cô ra chợ xong cháu sẽ đi chiều qua về đến nhà muộn quá nên không tiện Ừ, vậy thì đi với cô ra chợ xem thế nào. Dạ cô ra ngoài cầm chờ cháu một lát rồi cháu ra ngay. Bà Mai nhìn thằng cháu đến làm khó hiểu nhưng rồi bà cũng theo ý nó đi ra cầm chờ trước. Lát sau tường cũng khóa cửa đi ra. Chờ quê sáng mùa đông trong hình dung của tường vài chục năm về trước. Vài mái ngà ngói, gạch xây không chát, hướng về phía sông cũng là cuối bến xe liên tỉnh. Chừng vài bước chân nữa là ra đến bến đỏ ở bên kia là Thái Bình. Ai đi ngang quang làng cũng đều dừng chân uống vài chén nước, chờ đò sang bên kia sông hoặc là chờ người đến đón. Những thức hàng bày bán là chờ thường là mớ rau, còn cá từ vườn nhà, vài quả cao quả ổi, bán cho vui là chính chứ thu nhập chẳng bao. Mãi sau này khi chợ của làng La Nguyên biến thành trận đầu mối cổ huyện, tập kết hàng hóa mang lên Hà Nội, mang những thứ mới mẻ từ Hà Nội về quê trên những chuyến xe thì mới khăng trăng tấp nập kẻ bán người mua như hiện tại. Khi ấy nhà tường có sạp vài lớn nhất cũng là đầu tiên trong đầu chợ. Ngày từ khi lẫm chấm biết đi, suốt tuổi thư tưởng đã quá quen với mùi vải mới. Một thời gian sau thì bà sáng vợ của Lão Phú mới mở sạp vải ngay bên cạnh, không cạnh tranh được với bà Liễu sinh ra hiểm khích. Và mùa lũ năm ấy là đỉnh điểm, Bà Liễu mất sạp vài chợ cũng đã dẹp ngay. Không biết đến giờ ngoài gia đình của Lão Phú, có còn ai bán vài vóc quần áo ngoài chợ nữa không? Miền man suy nghĩ hai cô cháu chạm đến chân chợ. Mấy chục năm qua nhưng chợ quê chẳng đổi thay bao nhiêu. Gần như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Xuyên chút nữa tưởng còn không hình dung ra được cái sạp vài ngày xưa của mình nằm ở vị trí nào. Ở đó dựng lên một ngôi nhà hai ba tầng, sừng sững lớn nhất chợ. Thượng ngước lên nhìn bồi hồi một lúc bà Mai liền bảo. Nhà của thằng Tiệp xây cho vợ chồng thằng Hoàng, còn cháu nội của lão Phú đấy. Nhà nó vẫn bán vài hạt cô. Cháu nhìn thì biết chứ việc gì phải hỏi, lát cần gì vào đó mà mua. Cả cái chợ này chỉ có một mình nhà nó bán quần áo vải vóc. Không còn hàng nào nữa hả cô? Bà Mai buồn tiếng thở dài lắc đầu. Có mấy người manh nha mở nhưng không cạnh tranh nổi với nhà nó, được vài hôm thì lại đóng cửa. Người ta bảo là cái gốc cửa hàng của mẹ cháu ngày xưa có thần lính đãi về vải vóc. Từ ngày ở về tay của bà sáng lại phát như diều gặp gió. Thôi đi dạo một vòng xem thiếu gì cô mua cho. Nói ra lại thêm buồn. Được thua cũng của người ta. Nó chỉ có mắt nhưng mà cô chẳng thêm mắt trời đâu. Người ta bảo ăn ở có đức mặc sức mà ăn. Ông bà nội bố mẹ cháu đều là những người ăn ở hiền lành tử tế. Vậy mà trời lại bắt tội Lại mang điều tiếng lấy oán bao ân trả ra làm sao cả Tưởng biết thừa cô mình đang nhắc đến chuyện cũ Nhưng đôi mắt tưởng chăm chăm nhìn vào bên trong Nhộn nhịp của kẻ mua người bán Tuy ngờ ngờ nhưng có thể đoán được Ở trong ngôi nhà ấy có những ai với ai Một lát nữa cho vào mua thêm ít quần áo chăn màn Còn thiếu nhiều thứ lắm Ở một lát nữa mình quay lại Mua xong bảo thằng nó trở về luôn Bà Mai kéo thằng cháu vào trong đám người nhốn nháo mùa bán. Sáng ngày đông rét cắt da cắt thịt, đôi mắt của tường vẫn đắn lại nhìn theo ngôi nhà bán vải. Nếu không đi cùng với bà Mai có lẽ không có ai nhận ra tường là ai. Thì thoảng bà Mai đã phải dừng lại vui vẻ giới thiệu. À cháu tôi, thằng tường à, con chỉ liễu mới về. Nó bỏ làng đi hết cũng mấy chục năm rồi đấy nhỉ. Thế vợ con gì chưa? với với vẻ hồ hởi vui vẻ của bà Mai, bà bán giàu thờ dài cắm cành hỏi lại. Chưa, bà xem có mối nào giới thiệu giúp tôi với. Khiếp cháu gì mà bạc trắng già như là cô nghề ngỗng thế nào? Nó bỏ làng đi sau khi bố mẹ nó chết, ở à, lại chắc nhà lão phú cũng đập chết nó thôi. Chuyện năm xưa chả biết thế nào. Lão dìm chết mẹ nó hay làm ơn mắc oán, thế nhưng mà nhà lão càng ngày càng làm ăn tấn tới, còn bà Liễu thì có thằng con phiêu bạt bao năm về quê như cái thằng nghiện ai dám gả con gái cho cái ngữ ấy. Tiếng bà bắn cá như đang nguyện rùa vẫn còn văng vẳng sau lưng. Ánh mắt đỏ sòng như là máu quắc mắt nhìn bà, khiến cho bà im bặt vội lạng sang bắt chuyện với người khác. Cháu mới về làng vào cửa hàng nhà thằng Hoàng, làm gì cũng phải giữ bình tĩnh đã biết chưa. Ở nhà nó người đông thế mạnh, mình thân cô thế cô, lỡ có chuyện gì thì chỉ thiệt thân của mình thôi tường lúc này liền gật đầu cô đừng có lo bao nhiêu năm qua ngược xuôi khắp cháu cũng không có lạ gì bà mai gật đầu hai cô cháu mở cửa đi vào tiệm vải ai đấy anh thằng hoàng đứng như trời chồng giống như là con ngoé vừa nhìn thấy con rắn mất hết hồn vía khi bắt gặm tường và bà mai đi vào anh phải đến khi thù vợ của nó lắc tay hỏi lại hai lần thì Hoàng lúc này mới bừng tỉnh. Nhưng đến khi Thu quay ra vô tình nhìn vào đôi mắt của Tường, cơ cũng cảm thấy e rẻ sợ hãi. Anh, anh Tưởng, anh mới về. Thằng Hoàng run rộng nhưng Tường vẫn bình thản như câm. Ờ, anh mới về tối qua vợ em à. Tường quay ra nhìn thẳng vào Thu, đang ôm đứa bé trong nồi vừa giật mình khóc ré lên gần gần. Dạ. Anh vào mua ít vài vóc quần áo, hai vợ chồng còn trẻ làm ăn khá quá nhỉ, Dạ tất cả là nhờ bố mẹ em Chứ vợ chồng em ra đây mới lấy nhau làm gì được đâu Thôi đi ra nói nhỏ vào tay của chồng rồi bế con vào nhà Anh, anh lấy gì thì chọn đi Tường gật đầu đọc quanh một lần nữa chọn một sớp vải đỏ Một sớp vải vàng, một sớp vải trắng Quần áo và mấy bộ quần áo cho mình Trước khi mang ra quầy thanh toán Gã đã kịp kẹp một lá bùa màu vàng viết những chữ màu đỏ bên trên đã chính giữa nhà nhưng không ai mảy may để ý. Bà sắp vải anh cắt may hay là ý em hỏi, không anh mua về nhà có việc thôi, hết bao nhiêu tiền tất cả, một triệu hai năm chục. Tưởng đương hẳn một triệu tư rồi xua tay, không cần trả lại, tiền anh mua quà cho các cháu, em bảo ai đó chờ vào nhà giúp anh nhé. Dạ anh để ở trước cửa đó lát em nói người mang vào. Tưởng đưa mắt nhìn lại nơi mình đã giấu lá bùa cho chắc chắn sau khi xách quần áo vầy vóc quay ra đặt trước cửa trước sự ngạc nhiên của bà mai bà không nghĩ mọi việc lại diễn ra bình làng êm đẹp như vậy nhưng khi vừa xách túi đồ ra đến cửa thì thấy chiếc xe gắn máy tiệp chờ lão phú dừng lại trước mặt hai cô cháu cả hai người đi vào đứng cạnh hai cô cháu kẻ thù của mày tới rồi đấy tiếng thì thầm âm vang như một người khác ở bên trong sâu kín tâm cảm đang thúc giục gã lao vào cắn xé quyết ăn thua đủ với cha con lão phú bình tĩnh phải thật bình tĩnh mọi thứ còn chưa đến gã cố tỏ ra bình thản khi sắp mặt kẻ thù thằng tưởng mày mới về đấy hả lão phú vừa xuống xe cất tiếng hỏi hai cha con của lão đi vào sắp mặt của gã già dạ, cháu mới về ông và chú lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ mấy chục năm trôi qua Lão mặc bộ áo giả ngay túi hai bên lủng thủng trùm xuống đến tận chân. Dầu tóc của lão đắp bạc trắng như là xương, nhưng da rẻ vẫn hồng hào trắng kiện, nên câu hỏi của tường thành ra là hơi thừa thái. Lão không thèm trả lời thẳng vào câu hỏi của tường mà ngất hàm bảo. Mày về quê rồi lo tu trí mà làm ăn, để cho bố mẹ của mày ngậm cười nơi chín suối. Có những chuyện hận thuộc ngày xưa ta bỏ qua không có nhắc đến nữa. Từng nở một nụ cười khinh bỉ bao nhiêu năm dường như là lão không có một chút hối hận nào. Lẽ ra người đưa ra cái quyền ấy phải là gái chứ không phải là lão. Nhưng chờ xem không còn lâu nữa đâu, lão biết những gì sẽ đến với ngôi nhà này. Nếu như mấy chục năm trước đứng sắp mặt lão như thế, Tưởng cũng lao vào quyết ăn thua đủ với cha con của đạo bất chấp hậu quả, là những trận đòn đánh bầm dầm về sau. Lão không chú ý gì khi bàn tay của gã vừa rút trong túi áo ra. Gã không lấy gì chỉ ném chặt thêm vật vào. Mạnh của các mặt của gã bình thản như câm. Già dạ cháu cũng chúc ông những ngày bình yên còn lại. Lão giận lắm nhưng chẳng làm được gì vì hai cô cháu vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo vài vóc của vợ chồng Hoàng. Tường ngoái lại nhìn vào cái cửa hàng vài đứng sừng sững cao nhất chợ mỉm cười đắc ý. Do bước về bầu trời u ám xám xịt cánh đồng không một bóng người đúng là cành đồng không mông quạnh các thửa ruộng chưa gốc giả cỏ cũng không mọc được tất cả vàng úa trông như không có sự sống đàn bò vàng phải cày hàm dưới xuống để mà cố bứt lấy những ngọn cỏ thoi thóp còn sót lại cho vào miệng như là chúng đang gặp đất vậy ở phía xa xa vài đứa trẻ đang chia nhau đi vơ những gốc giả về chất thành đống rồi đốt lên ánh lửa hồng quẩn lên trong gió ngọn khói bay lên tiếng quát tháo tranh giành nhau chỗ hối thúc nhau vừa thêm những cốc giả tiếng suýt xoa vì rét vì khói cánh đồng vắng như thế mà chỉ có lũ trẻ trâu chúng nó cũng bóng rộn vang lên tiếng cười nghiêng ngả trong buổi trời đông Tượng đi sau bà mai tài xách chiếc làn đỏ bên trong có vàng hương con gà đĩ xôi và ngay bó hoa cúc vàng hướng về phía ngôi mộ quê hình tròn đắp đất nằm nổi trội lên thành gò ở phía đồng xa ngày mẹ cháu mất sợ lũ trở lại cho nên là bố cháu chôn mẹ cháu ở nơi gò cao nhất trước ngày bố cháu mất bố cháu có nguyện vọng nếu chẳng may hay chôn cạnh mẹ cháu nhưng mà điều chẳng may lại đến nhanh quá bà nói trong tiếng thở dài để buồn vã cháu bỏ làng đi mấy lần cô chú mời thầy đến xem sang cắt cho bố mẹ cháu đưa về nghĩ trang của làng nằm gần với ông bà tổ tiên không phải trừ chờ ra đồng không bông quạnh như vậy. Nhưng mà thế nào chắc cũng lắc đầu từ chối. Họ bảo nếu đụng vào nhà lại có người chết. Cô nghĩ bố mẹ cháu vẫn đi theo để bảo vệ cháu. Cho nên là đành chọn ngày rồi xây lại cho nó gọn gàng sạch sẽ. Để ngày cháu về tính thế nào thì tính. Bà im lặng trong giây lát rồi nói tiếp. Có mấy người nói mộ của bố mẹ cháu là mộ kết hay mộ phát gì đó. Thế nhưng cô chú có biết âm dương gì đâu. Người ta nói sao mình nghe vậy Chỉ biết ta khấn vái mong cho cháu bình an trở về Thường đặt tay xuống mộ Gió rứt động từ u u lạnh bút là thế Mà đất dưới mộ của mẹ ấm đến lạ Thường biết đông thầy vừa bà Mai nhắc đến chẳng sai Có thể nhờ hương hồn của cha mẹ phù hộ Đến giờ cả mới được bình an đứng ở đây Bà Mai đặt lễ lên mộ của ông hùng bà Liễu châm lửa đốt bó hương trên làm hai, rồi cho gã một nửa rồi dục chào lễ cha mẹ đi gã giật mình vội cầm lấy bó hương đang cháy rừng rừng đưa lên trước chán vái bà vái rồi cắm lên mộ của cha mẹ nhìn hai bức di ảnh đen trắng tưởng quỳ xuống quả khóc nức nở tưởng run rẩy đưa tay lên chạm vào gương mặt cha mẹ của mình quỳ gục ở đó để mặc cho những cơn gió mùa đông giữa cánh đồng đang quất vào da thịt bà mai đứng đợi những cây nhàng đã tàn cháy gồng xuống trên ngôi mộ của nền đất ở bên cỏ xanh mướt một màu mượt như nhung. Vài vòng hoa nhựa út tàn rách nát từ lâu, hai ngôi mộ vàng xi măng bây giờ đã bạc trắng. Những cây nhằng lập lòe ở ngôi mộ kia thất hẳn. Đại tượng lau dọn xong cho hai ngôi mộ cho mẹ sạch sẽ và mới bảo. Cô cháu mình về thôi trời chiều rồi, về còn nhiều việc để làm lắm. Tóc tài cháu cũng nên cắt cho nó gọn gàng, để vậy người dân quê mình họ dị nghị Dạ cô để từ từ cháu thay đổi À sao vải xanh đỏ vàng cháu mua làm gì Cháu chưa có ý định gì thế đẹp cho nên mua Cô đừng bận tâm về chuyện bà sắp vải Bà Mai thích làm khó hiểu không hỏi thêm Nhưng gã cảm thấy trột dạ Hai cô cháu đứng nhìn hai ngôi mộ giữa đồng lần cuối Tuy không trồn trên mảnh đất ruộng ngày xưa của bố mẹ Thế nhưng đứng từ trên ngôi nhà mái bằng nếu ngày nắng đẹp nhìn xa cũng thấy ngài ngồi mộ hướng thẳng về nhà tường liền dục bà mai mình về đi cô lễ bỏ lại đây lát nữa mấy đứa chăn trâu có đến thì tán lộc cho chúng bà mai gật đầu hai cô cháu hướng về phía mương ở bên kia có ngôi nhà mái bằng cũ xám xịt khi nắng trưa từ trên đỉnh đầu bắt đầu tỏa xuống bà mai dừng lại chiếc cầm sang nhà cô ăn cơm nhé tường liền lắc đầu nói được cúng bố mẹ cháu vẫn còn để cháu ăn hết. Từ giờ ở nhà bao nhiêu năm qua, cháu cũng đã quen với cuộc sống tự lập nên cô đừng lo. Vậy cô về đây, cần gì chạy vào trong nhà, vừa chú mang cho mượn chiếc xe máy cũ lấy mà đi. Dạ, thôi cô về nhé. Bà Mai lên chiếc xe đạp, đậm vào trong làng, từng đứng nhìn theo đời bóng của bà đến kỳ mất hút mới quay vào trong sân. Kéo cánh cầm sắt hoen dị khóa trái lại, đi vào trong nhà, cánh cửa gỗ từ từ khép lại. Tại nhà của Lão Phú tầm 10 giờ đêm, chiếc áo già Lão mặc hồi sáng nay, ngày móc trong phòng của Lão. Lão nằm ngồi trên giường trong cơn mê man, những ký ức của hơn hai chục năm trước hiện hiện lên rõ một một. Đứng từ giữa đống nước trắng mênh mông, nhìn vào làng La Nguyên chỉ như những chấm đèn thấm vào phía đường chân trời chiếc thuyền tôn mỏng như lá tre trở đầy những bông lúa ngầm trong nước do bà liễu trèo tới chỗ trầm hướng về những chấm đen đang dần hiện rõ ở cách đây vài mảnh ruộng lão phú nhìn thấy vội leo lên chiếc thuyền sắt nối đuôi bám theo sau tiệp đang lúi húi mòn lúa từ lên chiếc thuyền ngạc nhiên hỏi chưa đầy mà bố việc gì phải gấp vậy tao phải theo con liễu có việc Lão đáp lại khi chiếc thuyền đã trôi đi được một đoạn hướng về con mương, tiến lại phía tiệm đứng ngơ ngác, nhìn theo hai chiếc thuyền một lớn một bé tiến sát lại nhau. Nhưng lão không mãi may để ý trên sân thượng tường đang cúi xuống, hồng những bồng đúa ướt dầm dề ngâm trong nước. Khi những mảnh nắng vừa chiếu rọi xuống, những cơn rồng tố nổi lên, hai chiếc thuyền cảm sát mạn vào nhau. Khi hai chiếc thuyền vừa ra giữa con mương sâu đen thẳm, Ông muốn giết chết tôi sao Tiếng của bà Liễu hốt hoảng nhìn thẳng vào mắt lão hoài ngược lại Khi nước bên ngoài đang trực chờ tràn vào Lão tặng lơ vỡ như là không nghe thấy Khi mỗi thuyền sắt chạm vào chiếc thuyền tôn Lão tin không ai biết hành động của lão Nhưng vừa lúc ấy trên sân thượng từng ngẩng lên Chiếc thuyền nhôm va vào thuyền sắt của mẹ anh và ông Phú Bám đuôi nhau ở giữa dòng mương Hai bên màn thuyền trồng chành theo dòng nước giữ trực chờ chìm ngay. Khi chiếc thuyền sắt của ông Phú cũng theo sau đến giữa con mương thì lật thuyền rồi chìm nghỉm. Bà Liễu chỉ kìm kêu lên một tiếng khi mà tượng đang lúi hối trên thềm sân thượng nhìn xuống dưới con mương sâu thẳm. Bà tay của bà Liễu đang chơi với ngò đền ngụp xuống dưới dòng nước, những bồng lúa nửa nổi nửa chìm bồng bềnh ngay bên cạnh lão đứng sừng sững trên chiếc thuyền sắt ngay bên trước mắt của bà khi bàn tay của bà liễu gần với được đến mạn thuyền thì cả thân hình cao lớn của lão đổ ập xuống mặt nước nhưng thay vì được hướng lên mặt nước hai cánh tay rắn chắc của lão lại dẫn bà liễu xuống dòng mương sâu thẳm đôi bàn tay đã buông hẳn lão mới dừng lại Tiếng hết kinh hoàng của tường đứng từ trên sân thượng vòng vòng đến tay của lão, nhìn về ngôi nhà mái bằng kín cho lão giật mình. Khi thấy bóng của tường đang lật đật chạy xuống, nhau ra thì bà liễu đã từ từ chìm xuống đáy dòng mương. Phải thân thờ một lúc khi tường nhau ra, những người vớt lúa nhìn thấy lão đến, lão mới ngụp lặn xuống đáy con mương, kéo thân sắc của bà liễu lên mái tóc đen của bà phủ kín hít cả mặt cả thân hình của bà mềm nhũn như một tàu lá chuối non vừa bị hư qua lửa. Tất cả những người ở đó đều xuống lại hô hấp nhân tạo cho bà nhưng vô ích. Tất cả đều bất lực trước cái thần chết đã mang bà đi. Đó là tất cả những gì dân làng nhìn thấy. Riêng tưởng lại quan sát được tất cả. Nó không sai nhưng không đủ chứng minh lão giết người Lão đã cả vú lấp miệng em đầy vấy mọi tội lỗi lên đầu của tưởng không cho gã có cơ hội nào để thanh minh hay chứng minh lão là kẻ giết người. Mẹ ơi! Tưởng ghi chặt bà trong vòng bàn tay, tiếng gào khóc của anh dường như thấu đến tận trời xanh. Những bóng mây đen tưởng ngang trời cao đến trên lớp đi tiền nắng mặt trời cuối cùng, còn chiếu giỏi nhưng cũng chẳng làm cho lão ngồi lầm. Lão chỉ sợ ánh mắt đỏ sòng của nó nhìn lão ở phía bên trong chất chứa đầy những căm bệnh Chỉ trực chờ thiệt đốt lão bất cứ lúc nào. Đó là những ngày tháng cộng kiếp không chỉ đối với những bi kịch gia đình tưởng hàng phải gánh chịu mà ngay cả với lão và gia đình của lão. Liệu chuyện cái liễu bố làm đúng không? Thằng tiệm con trai cả của lão kéo ra góc vườn hỏi dồn Mày nghe người làng nói gì rồi đấy? Sao mày lại hỏi chuyện này? Đó là một vụ tai nạn ta cố gắng cứu nó nhưng không thể. Bố định giấu cả con, không chỉ thằng tưởng con cũng nhìn thấy mà. Nếu mày biết tao làm vì ai, vì cái gì mày đừng hỏi, hãy thuận nước mà đầy đỏ đi. Từ nay ở chợ nhà mình sẽ không còn ai cạnh tranh, rồi sẽ mua sạp vải của nó. Chợ rồi cũng mở rộng, ta làm tất cả vì cái gia đình này, vì mày và vì các con cháu của mày. Thằng tiệm im lặng, nhưng thằng tưởng con sợ... Nhà này toàn những đứa to như là con trâu mộng thêm mà lại sợ cái đứa như là hình thư sinh Nhìn như cây gậy trói gà không chặt Nó cứ ho hen đập cho nó một trận Làm ơn mắc oán Nhưng là còn gì Có khi nào hồn ma của nó về cuối quả gia đình mình không bố Chết là hết, Mà vì trả tả. Nhưng thôi Để tao nhờ ông bạn chấn niệm nơi ấy Cho mẹ con của mày yên tâm Giờ trong thời điểm này tinh thần cần phải vững Phải thông tuệ sơ hở ra một chút gây tai họa Sẽ đổ ngược lại gia đình của mình ngay Đến lúc đó không ai gánh được đâu Con hiểu con nghe lời của bố Tốt Lão bật cười vỗ vào vai của thằng con Rồi gật đầu hài lòng Lão mời thầy cũng đến khúc mừng Trước nhà tưởng cúng thật Nhưng cúng chỉ để chấn an lão Lão chẳng tin lão thầy cúng bao hoa trích trẻ có đủ khả năng Giam hám vong hồn của liệu ở đây Cúng phỉ nhổ chẳng bao giờ tin Mỗi khi người đời nhắc đến Chuyện hồn ma báo oán có thể người ta thi thoảng vẫn kể với nhau thấy hình ảnh của một người đàn bà có mái tóc dài ngụp lặn dưới nước mương, tròi tay hướng về ngôi nhà mái bằng màu xám, nhưng lão chẳng bao giờ thấy. Nghe lời của lão thầy cúng can dặn từ ngày sẽ ra chuyện, lão không bao giờ mon men đến khúc sông ấy một mình. Cái tiệm vài ngày xưa của bà Liễu, đồng khách giao vào nườm nượp, bà mất đừng vài hôm đóng cửa sang cho người khác. Đúng như kế hoạch đến chủ thứ ba thì mới quay về tay của ông để cho dân làng La Nguyên thấy lão là một chính nhân quân tử, không phải là hàng thừa nước đục buông câu. Có điều lão bận tâm là đối với người sống, thằng tượng lúc nào cũng hầm hè lựa cơ hội một sống một chết với lão. Thật may sức của nó thư sinh nên chẳng bao giờ đủ khả năng làm dụng cọng tóc trên đầu. Năm sau bố nó chết nó bỏ làng đi biệt xứ hơn 20 năm chỉ có thi thoảng giấc mơ cũ mới văng vẳng hiện về trong tâm trí của lão. Vậy mà sau hơn 20 năm, nó lại lù lù trở về đứng trước mặt của lão ngay trên nền tiệm vài ngày xưa, vốn là cô mẹ nó, và đêm này giấc mơ cũ lại tái hiện trở lại. Nhưng thái độ đã nhẹ nhàng, thành nhã bản sáng của nó đã khác xưa rất nhiều. Nó làm lão ngạc nhiên, nhưng khi trở về nhà lão bắt đầu có những cảm giác lạ, những thay đổi bắt đầu xuất hiện sầu trong tâm khảm ông như đang xuất hiện một con người khác tiếng thầm thì ong ong lúc thì nghe như là tiếng sáo diệu giữa cánh đồng mùa hạ lúc thì lại giống như tiếng gió rít giữa đông Thì thoảng lại có tiếng người nói chuyện thầm thì bên tai mặc cho lão đã cố gắng hết sức nhưng không thể nghe được họ ám chỉ đến điều gì và nhìn rõ những gương mặt hoang loáng ẩn hiện trong màn xương dày đặc phía trước đã đến lúc nhà ông phải đền tội Cả nhà ông phải đền tội Liền sau đó là những chàng cười rồn rập màn dại vang lên À ai Lão giật mình ngơ ngác hỏi lại Người đàn bà mặc bộ đồ màu trắng Từ giữa con mương trồi lên lên lửng Trong màn xương trắng Gương mặt của bà Liễu dần dần hiện ngay trước mặt của lão Liễu cô Gương mặt của lão tuột cùng Ở sự sợ hãi run rẩy mãi mới thành tiếng từ ngón tay chỉ về khoảng không phía trước. Đó không phải là gương mặt của bà Liễu mà là một chiếc đầu lâu với hai hốc mắt đen hoắm dựng ngày trước. Cầu lúc ấy là những chàng cười man dài vang lên, lồng trong gió vùn vút từ cánh đồng một đồng thổi đến. Lão gạo liền cố thoát ra khỏi cơn ác mầm, tiếng bước chân từ vòng bên vang vọng sang, bố bố. Tiếng gọi tiếng đầm vai lộp bộ mãi, khi cưng mận tìm dí sắt vào mặt, lão chồm dậy lao sang xuống giường định bỏ chạy. "Con con, tiệm đây, bố sao vậy?" Tiệm đến nhưng lão cố lùi lại co rúm vào góc phòng, vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê. "Đừng, cô đừng lại đây, đồ ma quỷ. Bố, con đây mà, bố sao vậy?" Mãi một lúc sau mới thấy lão bừng tỉnh ngơ ngác nhìn thằng con trai. Tiệm nhìn xuống sàn lắc đầu ngán ngầm ở dưới sàn nhà nước đất chảy loàn thành tròm dưới đúng quần ướt của lão từ bao giờ. Bố! Tiệm không hỏi nữa buồn tiếng thở dài. Bố đi vào nhà vệ sinh thay quần áo đi, đã ướt ra rồi. Dù cố gắng hết sức nhưng lão không thể nhấc người trở dậy. Tiệm bật đắc dĩ đành cúi xuống quàng tay qua cổ dìu lão vào bên trong nhà vệ sinh. Bà vợ lắc đầu ngắn ngầm thu giòn lầu đống nước tiểu với đầy ra sàn nhà. Vợ có chuyện gì vậy bố? lão dừng lại phòng sau khi mà tắm rửa thay quần áo xong đặt lão ngồi trên giường tiệm mới hỏi gương mặt của lão thẫn thờ như người mất hồn Vừa bố thấy thế gì hả bố mùa lũ trên cánh đồng năm ấy tiệm ngồi lặng thinh còn liệu tất cả nó đã hóa quỷ nó hiện hồn về đây để báo thù mang tất cả gia đình mình đi theo nó lão nói dồn dập đỏ mắt nhìn thằng con nên đang hóa điên hóa dài như cố chứng minh điều mình nói vừa trải qua đó là sự thật nó vô cùng kinh sợ nhưng ngược lại vì lão tiệm vẫn bình thản như cơm vẫn cố gắng hết sức để chấn an lão không sao đâu bố từng có chuyện gì có lẽ sáng nay bố gặp cái thằng tưởng cho nên bố về chiêm bao thôi thằng tiệm thở phào nhẹ nhõm thôi bố nghỉ đi khuya rồi 12 giờ đêm rồi Tiệp đứng dậy đi ra đỉnh khép cửa lại nhưng lão bảo Chuyện nhà mình tuyệt đối không được nói cho ai biết chứ Bố an tâm Chuyện nhà mình trước giờ vốn chẳng ai biết Lão gật đầu đồng ý trước khi thằng con khép cánh cửa phòng lại Để lại một mình lão ngồi ngơ ngác tìm kiếm xung quanh Nhìn lướt qua chiếc áo giả lão mặc hồi sáng vẫn treo trên móc Căn phòng vẫn như vậy Lão tự nhủ nãy giờ chỉ là một cơn mê không có gì cả. Từ hơi khủng khiếp và kinh dị. Nhưng mọi thứ đã qua chỉ có điều khiến cho lão xấu hổ một chút vì đã sợ hãi đến mức vãi đái cả giao quần. Nhưng khi vừa đặt lưng nằm xuống thì tiếng thì thầm lại vang lên. Đã đến lúc cả nhà ông phải đền tội. Cả nhà ông những cái chết sẽ không đến dễ dàng với ông đâu. Hãy từ từ mà gặm nhấm thưởng thức trong cùng quậy tuyệt vọng liền ngay sau đó là những chàng cười rồn rầm man dại vang lên khi lão vội vàng bật dậy tìm kiếm xung quanh xem lời vang vọng đó phát ra từ đâu bà bà mày mày ở đâu cô quỷ cái lão đi ra mở kính cửa sổ ngoài đầu ra tìm kiếm ngoài trời một màn đêm đen thẫm sâu hoắm giữa tầng địa ngục bất thình lình chiếc đầu lâu với hai hốc mắt đèn hắm Dần ngay trước mặt kèm theo đó là những chàng cười man dại vang lên lồng và trong gió vun vút từ cánh đồng mùa đông thổi đến đập thẳng vào mặt lão khiến cho lão thét lên kinh hoàng lão ngã ngừa ra sàn cố lê mình lại phía sau khi cơn gió ngoài trời tim lạnh giá thổi ù đến đang tấp vào mặt cô đi cô đi đồ ma quỷ lão cố gắng xua tay để xua đuổi chiếc đầu lâu cho lơ lửng trước mặt tiếng cửa phòng mở ra thằng điểm con trai của lão vừa mở cửa đi vào thấy cảnh cửa sổ mở phía bên ngoài là một màn đêm đen đặc gió mùa đông đang thổi ù đến còn lão cố nhoai đi nhưng đôi tay đã cố xua đuổi cá vội vàng nhìn ra ngó một vòng rồi đóng cánh cửa sổ lại con đêm mà bố có chuyện gì vậy bà bà ta đang ở đây con quỷ cái nó đang ở đây dòng của lão run rẩy lấp bắp cá đào mắt quanh một vòng căn phòng mọi thứ vẫn vậy chỉ có điều vợ gã mặc bộ đồ ngủ màu trắng Xoa tóc mệt mỏi đứng trước cửa phòng từ lúc nào không hay Cô ta, cô ta chính là con quỷ cái Đôi tay của lão run rẩy chỉ về phía con dâu Khiến cho tiệm vừa giận vừa cảm thấy khó xử Em về phòng đi, để ở đây với bố Lão chỉ thằng về phía con dâu định lao đến Nhưng tiệm đã vội vàng ôm lại Cô ta, cô ta chính là con quỷ cái Em về phòng đi, đóng cửa lại Vợ gã giận dữ đóng dầm cái cửa rồi ngủ ngồi bỏ đi. Lão không lao theo nữa mà thất thần ngồi xuống. Cô ta đang ở đây. Không có ai đâu bố. Tiếp nhìn đồng hồ đã quá 12 giờ đêm. Gã cũng mệt mỏi lắc đầu. Khuya rồi bố nghỉ ngơi đi. Mai vợ chồng còn công việc nữa. Nếu mà cứ như thế này suy nhược cơ thể rồi chết mất. Cô ta sẽ giết cả nhà mình mất. Cái đầu lâu hai hốc mắt. Màu đen địa ngục. Lão nhắc nhắc gần kính cho gã dừng lại khi lão vẫn ngồi trên giường như tưởng. Cánh cửa phòng ngủ cũng từ từ khép lại nhưng liền sau đó một nụ cười vô hồn của lão nở ra. Mày đến đây đi, đến đây đi tao đang chờ. Tiếng cười giòn tan cành cành giữa đêm như ma Làm vòng vòng trong ngôi nhà giữa đêm đông lạnh giá. Tiếng cười của lão vòng vòng sang phòng của vợ chồng tiệp. Sống như thế này em điên chết mất thôi. Và gã nằm úp mặt xuống gối lấy cái gối khác phủ lên hai tay cố che đi tiếng cười tiếng nói của lão phú từ bên phòng phát sang tiệp dần dữ lão phú lắm thế nhưng không biết làm gì đành cố gắng chịu đựng những tiếng lầm bầm làm nhảm vô nghĩ trong đêm Cùng lúc này tại nhà của tưởng cánh cầm cánh cửa gỗ đã khóa chặt ở trong nhà các lập đàn cúng ngồi giữ nhà cả lấy chiếc đầu lầu với hai hốc mắt đen thắm với chiếc túi du lịch đã sờn rách thận trọng đặt vào giữa bàn cúng. Ở giữa đặt ba con định nhân xếp thành hàng với những màu sắc khác nhau bằng những thiếp vải cả đã mua hồi sáng. liền sau đó là một dàn nến đỏ chạy ngay trước mặt. Mồn cơn gió nhẹ bên ngoài thổi đến, cây nến đầu tiên chấp chối rồi vụt tắt, cây nến thứ hai rồi thứ ba cũng vậy. Ở bên trên ba con định nhân đổ giảm xuống bén lửa bốc cháy bùng bùng trong đêm như có người đang tới xăng vào đốt. Mà lửa do cháy bập bùng trước hai bức di ảnh của bà Loan. Ông Hùng trong cả tiếng cười man dài của gã. Anh lửa ấy chiếu vào đôi mắt của gã đỏ ngầu giận dữ. Hai dòng máu đỏ từ hốc mắt đen sâu thẳm từ từ trước đầu lâu bên trên đổ ra trên cánh tay. Của tượng thêm vết sẹo mới, vết sẹo cũ cũng vẫn chưa lành. Tôi sẽ làm đẹp lòng ý của chủ nhân. Cá mỉm cười gật đầu. Không phải là cây chết, một cái chết thì quá dễ dàng cho gia đình của lão ta. Gia đình của lão phải từ từ gặm nhấm có hàng vạn ngàn dòi bỏ đục quét từ trong xương tủy. Chỉ có như vậy mới có thể thỏa đường mối hận này. Cả nói rồi thì bật cười lớn trong đêm, những tiếng cười vô cùng ma mị và quỷ quái. Khi ánh lửa lụi tàn, ba con nịnh nhân lần lượt gục xuống, chảy ra một lớp nhựa đen như máu. Cả mới đứng dậy mở cửa nhìn về con mương, xa hơn trong một cánh đồng tối đen như mực nơi có hai ngôi mộ cha mẹ gió ngoài đồng thổi về mang theo từng số đá lạnh quất thẳng vào mặt gã bố ngủ chưa anh tiếng bà hỏi tiệm trong phòng ngủ đi ra nhẹ nhàng khép lại khi trời vẫn còn đang mở tối cứ làm nhà mãi vừa mới chợp mắt không biết sao nữa hay là mình đưa bố đi bệnh viện khám biết bệnh gì mà khám mà chuyện nhà mình em đừng có phép xếp với ai không hay đâu Em nghe bố nói đến cái liễu Chuyện mấy chục năm trước là thế nào hả anh Liệu có khi nào Nhưng mà đã mấy chục năm Chuyện năm ấy là như thế nào có thực sự hả Anh cũng không biết nữa Tiệm chưa kịp nói Thì có tiếng húng hoáng của lão từ trong nhà vọng ra Hai vợ chồng vội quay đầu lại Bố không nghĩ sao Lão từ trong phòng định đi ra thật Nhưng không hiểu sao Lão lại đột ngột quay trở lại phòng Để em xem đi bố có bị sao đâu Tự nhiên là đưa ấy đi bệnh viện Ông ấy lại trả chửi cho Đêm qua em thấy sợ quá Trên nhà mình đừng bếp xếp với ai Đến tay người nọ người kia một đồn 10 14 trăm rách việc đó Em biết rồi nhưng lại những nhị gì Em thấy bố lạ lắm Cả đêm em thấy lo lắng buồn trồn kiểu gì đó Em sợ Bố ngoài 80 rồi Mình sống đến tuổi không còn được mình mẫn vậy đâu Bà vợ im lặng đôi mắt đăm đăm nhìn về cánh cầm cửa phòng lão đang im im đóng Trời bắt đầu tảng sáng Một đêm kinh hoàng đã qua Em ở nhà để ý bố xem thế nào Anh lên tỉnh có việc xong sớm anh về sớm Các đội mũ bảo hiểm cài dây ngồi trên xe nhắc vợ Anh lên đó công việc xong sớm về sớm Đừng có uống rượu chè Sẽ đi đường nguy hiểm lắm Anh biết rồi Em xem bố thế nào nhé Chẳng biết sao bây giờ chưa ra khỏi phòng nữa Chiếc xe hòn đà của gác điều khiển lăn bánh rời khỏi sân mỗi nhà tầng lùm nhãn cái ao khuất dần trong tầm mắt khi ánh nắng bắt đầu lên cùng thời gian đó ở trong phòng quần lão phú rèm cửa sổ buông kín cánh cửa chính vẫn im ỉm khóa cháy lão ngồi trên giường hai chân buông thống xuống sàn đôi mắt vô thần nhìn chăm chăm vào bức tượng sơn trắng tinh ông sẽ nhìn thấy con cháu ông chết trước mặt của mình tiếng thì thầm chích đầu lâu với hai hốc mắt đen hoắm lại văng vẳng bên tai Khác với suốt đêm qua giờ đây, Lão không còn đủ sức phản kháng để ngồi im chịu trận. Mày là ai? Mày không phải bà Liễu tại sao? Nếu ông muốn biết, chỉ cần ông hãy đến khúc mừng ấy tạm tội sám hối và thừa nhận toàn bộ tội lỗi mình trước dân đảng La Nguyên vì tội ác của mình đã gây ra với gia đình bà Liễu hơn 20 năm về trước. Lão cười nhạt rồi lắc đầu cự tuyệt. Chỉ có thế mà đã ép được tao mấy mươi năm sao? Mày đừng có mơ, Thật chết ta không bao giờ có chuyện đó Tiếng cười man dài đó lại vang lên Chiếc đầu lầu với hai hốc mắt đèn hóm tan thành mây khói Toàn đi khắp căn phòng Hãy chờ xem Đừng có hù dọa tao ta không sợ đâu Không sợ đồ yêu tinh đâu Lão đưa tay lên của của trước mặt Cánh cửa phòng mở ra Vợ của tiệm bưng bắt vợ ngần ngại đi vào Bố, bố sao vậy? Cô đứng ngây người nhìn vào khoảng không không dám tiến lại. Lão trở nên bình thường như không, sắc mặt trở nên tái xanh, không có một chút sức sống. Lão vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào tường. Con để đó là đòi bố ăn. Vâng ạ. À. Cô ngẩn ngại để lên bàn tận ngẩn trong giây lát cô bảo. Bố cần gì gọi con ở dưới nhà, anh tìm lên tình có việc chắc tối về. Lão im lặng cô khép cửa nhẹ nhàng đi xa, Ông sẽ sớm thấy thôi Hãy chờ xem Một chàng cười màn dài văng vẳng văng lên Tường ngồi im lặng Ánh mắt chậm ngâm tiến lên sân thượng Nhìn ra cánh đồng chơi gốc giả Bọn trẻ còn chăn bò yới ới nô đùa Trên cánh đồng mùa đông Vừa buổi sáng tinh mơ mở cửa Đã thấy mùi đất ải sọc vào mũi Gã cảm giác như đang hòa mình vào không gian bao la của màn sương bổ dày đặc, của không trời màu xám, của cây lạnh tái tê dưới đồng Mừng tượng trong trí nhớ của những ngày xa xưa, những dấu chân trần của bố mẹ in hẳn trên nền đất, đi trên cánh đồng mùa đông. Những đôi chân ấy đạp lên gốc dạ xào xạc còn sót lại, dẫm đến bốn nâu xỉn quánh. Phát phải cọng cỏ mần trầu lan ven dọc bờ ruộng. Cánh đồng quê mùa đông nơi cả tuổi thơ của gã thường cùng nhau chăn trâu thả bò ngày xưa. Tiếng hát gì hơi vang lên liên tục, các cảm thấy ớn lạnh cây gió mùa đông thổi thông thốc làm bút giảm bút thịt Cả nhớ đến những ngày mùa đông xưa kia súng xính trong bộ đồ của mùa đông mẹ đã lửa sẵn thửa riêng cho nó những ngày bình yên hạnh phúc đến vô cùng bỗng nhiên đã vỡ vụn chỉ vì lòng tham và sự đố kỵ của lão mùa đông của mỗi đứa trẻ trong làng có những chiếc áo ấm nhưng đứa nào cũng không dám mặc đi chăn bò vì sợ bẩn phải để dành đến trường Vậy nên để cho hết lạnh, đám trẻ chỉ còn cách nhảy nhót hò hét, làm người nóng lên cho bớt lạnh. Gã nhớ đến những ngày bình yên năm xưa, mặc trên mình những chiếc áo phao phồng to, đưa tay giang hết như là thách thức với cơn gió đông, đang thổi đến thấp vào mặt lạnh cống. Nếu ông muốn biết, chỉ cần ông hãy ra bờ mương sám hối và thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình trước dân làng la nguyên vì tội ác của mình gây ra với gia đình bà liễu hơn 20 năm về trước đừng hù dọa tao tao không sợ đâu không có sợ đâu đồ yêu tinh dòng của lão cô thách thức vẫn ầm vàng trong đầu của gã cá nhuần miệng cười một nụ cười chua chát cơ hội cuối cùng chính là tay ông đã bóp nát người khác không phải là tôi Tôi không ác nhưng ông buộc tôi phải ác Rồi ông sẽ được tọa nguyện Được nhìn thấy những người thân yêu của ông trên trước mặt Để xem cảm giác nó như thế nào cái lầm bầm mỉm môi nở một nụ cười để nham hiểm Sương tàn nắng lên Đứng ở đây nhìn ra cánh đồng xa thấy rõ ngày ngồi mộ của bố mẹ Thường ngồi im lặng nhìn về hướng ấy Cả ngày hôm ấy gái chị quanh quần nơi nhà cánh cầm sát kính cửa gỗ trong nhà đều im đềm quá tĩnh lặng như mấy ngày trước đó giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang từ trước đến nay buổi chiều tất nắng đứng từ sân thượng cá ngồi trên ấy nhìn khung cảnh bình yên trên cánh đầm những đàn bò đang thong rong qua những cây cầu nhỏ trở về làng trên những thửa ruộng xa xa giữa đầm gần hai ngôi mộ hai vợ chồng một đứa con đang vấp cày hướng về phía gã Mà trời đầu ối đã khuất dần sau những rặng tre gió bắt đầu nổi lên lạnh buốt tháp vào mặt bóng đêm dần bung xuống cánh đồng đậm đặc chỉ còn lại tiếng gió ù ù tiếng ếch nhái kêu rầm ràn giống như một bản giao hưởng bất tận dưới con đường ngay dưới chân ngôi nhà vài chiếc xe máy lượn vèo vèo cố đi thật nhanh để cố tránh những cơn gió mùa đông tấp đến đường làng càng lúc càng vắng đêm khuya nhiệt độ xuống càng thấp hơn một nay ba bóng đèn cao áp vụt tắt Cả làng La Nguyên đêm nay chìm nghiệm trong bóng đêm, không hề gì. Giờ này cả làng đã lên giường ngủ say giấc nồng trong đêm ấm chăn êm. Có một người vẫn còn đang ngồi trên sân thượng để đôi mắt cú vò nhìn xuống con đường lộ nằm sắt bờ mương chờ đợi. Cả biết được rằng có một gia đình nữa trong làng La Nguyên giờ này cũng chưa ngủ. Điều mà gã chờ đợi cũng đã tới, chiếc xe máy từ xa phóng như là bay đến, ánh sáng từ chiếc đèn pha ngày càng rõ hơn. Người đàn ông liên tục ngoái lại phía sau lưng như có người đang đuổi tới mỗi lúc một gần, khiến cho gương mặt của gã tái xanh hoảng hốt. Người đàn ông đang cầm lái đó chính là tiệp con trai của lão phú. Gã tin từ nãy đến giờ luôn có bóng dáng người đàn bà bay theo lơ lửng đằng sau. Nhìn trên chiếc kính xe chiếu hậu cũng thấy một vệt trắng nho nhỏ bằng đầu ngón tay lơ lửng bám theo. Khi mà đột nhiên quay lại trước bóng ấy đã ẩn hiện Khi hướng ánh mắt ra xa nhìn cánh đồng theo ánh đèn pha Chẳng hiểu sao hai ngôi mộ của vợ chồng bà Liễu Sao lại gần đến như vậy Như đập thẳng vào mắt của gã Tiệm biết chắc cái đó là một người đàn bà Có nét gì đó quen thuộc Nhưng linh tính của anh mách bảo Chắc chắn đó không phải là hành động tốt lành Gã không dám dừng sẽ lại nhìn kỹ xem Người đàn bà mặc bộ đồ trắng như hồn ma làm gì khi mà ngôi nhà mái bằng với màu xi măng xám xịt dần hiện lên trong tầm mắt. Cái bóng trăng ấy cũng rõ ràng hơn. Gà ghé kêu kinh hoàng khi nhận ra. Liễu bà... Bà tay nhấn gà xe máy phóng như bay về phía trước nhanh nhất có thể. Bất thình lình chiếc đầu lâu với hai hốc mắt đèn hóm dần ngay trước mặt. Không! Cả thét lên kinh hoàng cả người và xe bay thẳng xuống giữa mương Tuy mùa đông kèn nước dưới mương chỉ lưng ngực, chiếc xe máy đè lên khiến cho gã ngộp nặn trong dòng nước lạnh băng. Khả hướng mắt tròi tay về phía ngôi nhà máy bằng màu xám, tưởng đang ngồi trên tầng thượng buông thóng chân của mình mỉm cười đầy đắc ý. Ở bên dưới lòng mương bàn tay của tiệp cũng từ từ chìm nghiệm xuống, chỉ có gió mùa đông lạnh từ cánh đồng ù ù thổi đến. Con trai của ông thằng tiệp chết rồi, tiếng thì thầm lại vòng vòng bên tai của lão khiến cho lão vung chăn bật dậy ngơ ngác tìm bất thình lình chiếc đầu lầu với hai hốc mắt đèn hóm nở một nụ cười trước mặt nói lão ta không tin rồi đến thằng hoàng cháu nội ông chờ đấy một chàng cười hì hàm hoang dài văng lên trong đêm đông lạnh giá chiếc đầu lầu với hai hốc mắt đèn hóm biến thành một làn khói đen bên ngay trước mặt Tiếng người con dâu đang gọi điện thoại ở dưới nhà vọng lên. Anh nói sao? Nhà em về từ lúc 8 giờ. Dạ vâng ạ. À. Em gọi nhưng không liên lạc được. Để em gọi thằng Hoàng xem sao. Dạ em cảm ơn. Có gì em gọi lại. Người con dâu cúp máy khiến cho lão ở trong phòng trột giả đứng ngồi không yên. Bố chưa về có ra nhà con không? Không. Về con về nhà xem thế nào. Mẹ lo quá. Lão Phú mở cửa đi ra nhìn xuống đứa con dâu đang sốt ruột đi đi lại lại giữa phòng khách. Thằng Hoàng vừa mở cửa mẹ nó đã vội lao đi như là muốn vồ lấy con. Mẹ gọi hỏi tất cả những nơi nghi ngờ bố con có thể đến nhưng tất cả đều lắc đầu. Con nhờ mấy người đi nhanh tìm bố xem thế nào. Mùa đông lạnh giá như vậy nhớ cái đang đi trên đường trúng gió thì sao? Thằng Hoàng gật đầu đi ra, bất chợt nó ngước cầu thang nhìn ông nội trước khi vội vã bước ra khỏi nhà trong đêm. Một đoàn xe máy ba chiếc rẽ ra đường hướng lộ thẳng về phía tỉnh lao đi như tiền bắn lướt qua ngôi nhà máy bằng của tường. Trong ngôi nhà ấy giờ này đất thắt đèn thui như không có người sinh sống. Cả làng lang nguyên chìm nghiệm trong bóng đêm chỉ rộ lên tiếng của ba chiếc xe máy rồi cũng chìm trong tính lặng. Chỉ có tiếng gió từ phía đồng xa ù ù thổi tới. Tiếng xe máy lạch cạch cả đêm trên khúc đường ấy. Trên con đường từ tỉnh trở về làng La Nguyên, Lúc nửa đêm về sáng mệt mỏi uể oải chán nản và cả sự tuyệt vọng. Nhìn qua kính chống hậu chiếc bóng trắng nhỏ li ti lớn dần lơ lửng giữa con mương. Hoàng chạy xe chậm chậm lại dọi thẳng ánh đèn pha xe máy xuống dưới lòng mương. Những vết đèn lờ mờ hiện lên trong làn nước lạnh giá. Chiếc bóng người đàn bà mặc bộ đồ màu trắng, ánh đèn pha dọi về phía đồng xa dần tan biến. Hoàng run rẩy nhận ra người đàn bà mặc bộ đồ màu trắng Bà ta tại sao Ở phía sau xe chỉ để lại một vệt sáng màu trắng vào màn đêm đen đặc Hai chiếc xe sau cùng cũng dừng lại Bố Dòng của Hoàng run rẩy chẳng kiềm suy nghĩ gì thêm Nó nhảy ùm xuống bưng tròi tay bơi về phía vít đen mờ mờ dưới nước Cả người và xe đều ở dưới này Hoàng ngất lên với đám người đang luống cuống đứng trên bờ, đồn đầy nhau không ai muốn nổi xuống con bưng lạnh giá giữa lúc nửa đêm về sáng. Cuối cùng mỗi mình thằng Hoàng sốc nách kéo ông Tiệp lên, đến mép mường mấy người xuống lại, kéo hai chàng còn lên bờ trong tiếng hò sụp sọ của Hoàng. Bố, sao lại thế này? Sao bố nữ bỏ con cháu mà đi? Nó vật vã bền sắc của cha giống như trên khúc mương này hơn 20 năm về trước, tưởng đã từng gào khóc bền sắc cha mẹ của mình. Ở bên trong nhà gã chỉ nghe hé nhìn nở ra một nụ cười mãn nguyện từ khi vớt xác ông tiệm bờ dính mưng lên mang xác chàm về đến nhà thì hoàng đã đổ bệnh bác sĩ đến khám mài cũng bảo hoàng mắc bệnh cảm thương hàn nhưng sức khỏe mỗi ngày mùa xa suốt trầm trọng ở trong nhà từ khi mang xác con trai từ Cúc mưng trở về suốt trong những ngày diễn ra tàng lễ lão không ra khỏi nhà không ai biết tại sao nhưng lão như là sợ nắng sợ ánh sáng miệng lẩm bẩm những điều đầy vô nghĩa Trời ơi là trời, gia đình tôi đã gây nên nghiệp chứng gì mà trời lại bắt tội và hành hạ con tôi như vậy. Chồng tôi chết, chôn mồ còn chưa xanh cỏ, sao trời lại muốn bắt thằng độc nhất của tôi đi trời xanh có mắt hay không? Bà mẹ của Hoàng khóc lóc vần vã bên giường. Hoàng đã thở hắt ra rất yếu giọng thiều thào, ngón tay của nó hùa lên chỉ chuồn chuồn trước mặt. Liệu trước đầu lâu bà ta ông nội nó đang tới. Ngón tay của Hoàng buông thõng xuống giường chút hơi thở cuối cùng trong sự tận cùng bất lực của mẹ và vợ. Bi kịch một lần nữa đến vợ chồng điên nhau tăng chồng tăng, nối tiếp chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Bà không dám cũng không muốn trở về ngôi nhà với bố chồng trong hoang tường nửa điên nửa dại cả ngày. Dân làng làng nguyên đã mở hiểu ra những bí mật truyền hơn 20 năm về trước. Những vết dành trên cánh tay tường chẳng chịt ngày một nhiều, sông máu trên cánh tay không còn chảy được nhiều nó nó đã gần khô đen xì lại không còn đỏ tươi như trước giờ đến lượn ông rồi đấy ông còn chờ đợi nữa gì Trước đầu lầu với hai hốc mắt đen hoắm ghé sát tai tiếng thầm thì lại văng vẳng văng lên bên tai của lão mày không phải là con liễu vậy mày là ai lão hỏi lại là muốn biết tôi là ai được thôi Trước đầu lâu với hai hốc mắt đèn hoắm liền tan biến thay vào đó là gương mặt của tưởng đang nở một nụ cười mặn dài tưởng mày tao phải giết mày lão uất nghẹn như vừa đôi tay rắn chắc xiết chặt lấy cổ của lão lão vùng vẫy mãi mới thoát ra được lão lao ra khỏi nhà trong đêm đông lạnh giá hướng về phía con mương ba người đã chết tôi đứng đợi ông ở đây lâu rồi các nở một nụ cười trước mặt lão lão dần giữ hướng về phía con mương mà lao đến tao sẽ giết mày Trước mặt của lão chỉ là một khoảng không ảo ảnh Nhưng lão đã lọt thẳng xuống lòng mương từ lúc nào không hay Còn riêng gã vẫn ngồi trên sân thượng nhìn xuống Lão già đưa tay lên chơi với cầu cứu trong cùng quấy tuyệt vọng chết đầu lâu với hai hốc mắt đèn hoắm để ngay bên cạnh gã Ở dưới mặt mương nước đã im lặng như tờ không còn tiếng quấy đạp lễ rào sáng loáng cắt ngang cổ tay như người ta cắt tiết gà gã gục xuống bên cạnh chiếc đầu lâu trong hố mắt đèn hoắm máu trên cánh tay của gã đã bị hút sạch mùa đồng trên cánh đồng đã dần qua những gốc già ụp xuống đừng cày cây lúa cấy lên một mùa vụ mới sắp lại bắt đầu đồng đất chưa kịp nghỉ ngơi thì mùa gối đã lên mùa một vòng đời mới lại bắt đầu trên cánh đồng từ phía ngôi nhà máy bằng màu xám có thêm một ngôi mộ mới nhưng phía trên đầu ngôi mộ bị ai đó đào bới nhằm nhở xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo